vị hoàng thân rất ngã mạn, vì cho rằng Đức Phật trẻ hơn họ, thế nên bèn sai các con của họ ngồi ở đằng trước, và như thế họ không cần phải đảnh lễ Đức Phật. Atida đã đến thăm và đảnh lễ con. Đó là lần thứ nhất phụ vương đảnh lễ hoàng nhi. Ở buổi lễ hạ diền, khi con ngồi dưới gốc cây, bóng của cây không dời theo ánh nắng mặt trời. Đó là lần thứ nhì phụ vương đảnh lễ hoàng nhi. Lần này con hiện sức oai thần, đây là lần thứ ba phụ vương đảnh lễ hoàng nhi. Mưa khác, những ai muốn ướt sẽ được ướt, những ai chẳng muốn ướt một giọt cũng sẽ không tắm. Nó tựa như giọt nước từ cánh sen chảy xuống. Này các vị thân thiết, loại mưa màu đỏ này không phải chỉ có lần này, mà cũng đã có vào thuở quá khứ, khi ta sanh làm vua Visantara. Người do trì giới nên sanh lên cõi trời. Người do trì giới nên được giàu sang. Người do trì giới nên đắc quả Niết Bàn. Thế nên hãy siêng trì giới thanh tịnh.